kinh nghiệm là nó sẽ thay đổi một mình. Ví dụ như là từ nhà ở môi trường mới, tâm mới, suy nghĩ cùng gì rất là áp lực đối với những người của em, đúng không? Từ nhà ở gọi là để nuôi, gọi là làm đẹp với nhau, mà vào việc